Bà Duyên này á, gặp mấy đứa con nít mà nó gặp cái bà Duyên này chắc nó mê lắm luôn á. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh YouTube Thằng Một Phút của mình. Hôm nay mình giới thiệu với mọi người món bánh bánh canh bò viên khổng lồ với lại giò heo các bạn. Đây bò viên khổng lồ các bạn. Cái bò viên này là bò viên xay bóng tennis. Mời các bạn thưởng thức với mình nha. Đây bánh canh đó các bạn. Đây mình để một cái giá vô. Một miếng chanh nữa nè. Đây mùi chanh tích quá các bạn. Chua. Một tí ớt. Miếng ớt. Cái này nè mấy bạn, cái này là ớt, bên đây là ớt khô khơm này nè, là ớt sa tế, còn ớt bên đây là ớt hắc. Cái này là đặc trưng của cái chỗ bán này là ớt hắc các bạn. Cho một thứ một ít này, sa tế ăn một tí nước cay nữa. Trời gì đã thấy mùi cay cay rồi. Một tí nước mắm vô nữa nha. Mời các bạn ăn với mình nha. Nước nó ngọt không bạn? Mình ăn bằng cái nĩa này, mình ăn bò viên nĩa cho nó dễ các bạn. Đi ra cái tiệm này á, ăn người ta cũng để cái dĩa, cái nĩa với lại cái muỗng á, cho mình ăn. Nên mình về mình bắt chước mình ăn vậy luôn, ăn đũa cũng khó ăn. Bò viên này bự lắm bạn. Đó lần đầu tiên mình biết tới nó, mình thấy nó lạ. Nên mình cũng muốn đi thử mình mua. Thấy nó bự quá. Không biết nó ngon không nhưng mà ăn vô rồi mới biết. Đã ngon thiệt. Cái bánh canh này á, với bò viên với lại giò, cái giò thì người ta không có để vô nồi chung, còn bánh canh với bò viên là ta nấu chung nên nước nó ngọt, mà ngọt từ cái bò ra. Mỗi hôm á có huyết nữa, một phần để làm được một 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 cục huyết á, bự chảng luôn á. Mà hôm nay mình mua trễ quá nên ta hết huyết rồi. Mình cũng thích ăn huyết lắm. Ở đây nó đặc biệt cái là cái bò viên của nó độc quyền luôn á. Nghĩ chắc nó bự hơn cái bóng trên rất nhiều luôn á. Thường thường đi ăn ha, hủ tiếu á, cái gì mà riêng nó nhỏ xíu à. Mà ăn nó đã rồi, còn cái này nó bằng kilo luôn. Con này là giò. Nghe nói bò chiên, cá viên chiên á là mấy đứa nhỏ 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 thích ăn lắm. Mình hồi đó mình còn nhỏ mình cũng thích ăn cái đó.
Đó, hiện hiện tại bây giờ mình cũng thích ăn cá viên với lại bò viên nữa. Bò viên này á, gặp mấy đứa con nít mà nó gặp cái bò viên này chắc nó mê lắm luôn á. Thấy cưng, nhưng cái bành. Rồi heo người ta làm mềm ghê lắm em. Mình đang quay là 4 giờ sáng rồi đó mấy bạn. Tại giờ bây giờ mới làm mới mới xong công việc mới có thời gian quay đó. Ngủ á, thức trễ nên ngủ cũng thức trễ nữa. Tới 10 giờ 11 giờ mới thức á. Tại vì ngủ trễ bây giờ quay cái tí làm này làm cái kia khoảng 5 6 giờ mới ngủ á. Ăn đêm á mới dễ mập. Rồi đó mình lên Sài Gòn nè các bạn, mình thấy người ta bán bánh canh, cái mình kêu bánh canh ra, cái tưởng đâu cái bánh canh là cái sợi nó sắc sắc giống như dưới quê mình đó. Ở dưới quê cái bánh canh mình là cái bánh canh, người ta nếu mà muốn ăn cái tô bánh canh ha, công phu lắm nha, phải ngâm gạo, ngâm gạo ngâm cả đêm á, rồi mấy gạo nó mềm ra mới đi xay, có cái cối á, cái đi xay xay ra xong cái nó hành bột, cái phải đi theo mình biết nha, mà kinh nghiệm cũng ít lắm nên kể có gì sai sót mấy bạn góp ý mình nha. Cái đi 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 ấy nước ra làm cho nó khô lại á, xong cái mình nhồi bột lại, cái nắng vô cái chai á các bạn, cái chai đi giống như cái chai nước mắm rồi á, cái uống hết rồi cái còn cái chai sành á, nắng vô cái sắc 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 ra nấu. Đã nhớ là nấu với lại có khi nấu với hến nè, có khi ở ở miền Tây nha, rồi có khi nấu với thịt vịt bằm ra, rồi nhiều khi không có nấu nấu mặn á, nấu với lại nấu bánh canh ngọt các bạn, nấu cái này với lại đường 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 húp nốt mà ăn ngon lắm. Còn giờ lên đây ăn bánh canh nó sợi giống như sợi bún bún to lắm, chứ không giống bánh ngay sắt như quê. Mà cái rau này nè, cái giá này nè mình trụng thêm á, chứ mà nó bán người ta cũng không cho giá nữa. Ăn chỉ có bánh canh với lại thịt với bò viên thôi. Bởi vì lên đây mình ăn bánh canh đó thấy lạ lạ, không ăn với rau gì hết trơn. Ở dưới quê mà ăn cái bánh canh, muốn ăn cái tô bánh canh hơi bị cực nữa. Nhưng mà cái gì cái nó cực nhưng mà nó vui, tụ hợp lại làm xong cái cũng tụ hợp lại ăn. Bởi em ở dưới quê đó, mà muốn làm bánh ăn đó, là phải bỏ ra cả ngày.
trên Sài Gòn này mà kiếm cái chỗ nào mà bán bánh canh sắc sắc nó cũng hơi bị khó. Nói chung là không biết luôn, không biết chỗ nào bán. Toàn thấy bán cái loại này không à. Rác cái muỗng bự ra không? Cái muỗng nhỏ múc nó rớt xuống hết trơn. Ngon lắm mấy bạn, nước ngọt ghê luôn á. Bạn biết làm sao mà người ta cắt ra làm đôi không? Chắc mình nghĩ là cái viên này nó bự quá. Nó người ta lấy sợ nó sẽ không chín chính giữa. Nên người ta cắt ra vậy này để cho nó thấm vô giữa. Rồi có chỗ này mình mua không? Rồi người ta có thể mua nửa viên cũng được các bạn. Mấy người ta ăn không hết viên đó. Nhưng mình làm mình ra mình quất 3-4 viên luôn. Xa nhà đi một lần mua ăn hay là ngồi ăn cái gì cũng vậy, ăn phải cho đáng. Cắt miếng giá luôn. Nó muốn nguội nguội rồi. Ngon quá mẹ ơi. Cái móng. Sẵn dây nước mắm cho nó nhiễu đây ăn luôn cũng hơi lạc đạc nha nè. Mềm ghê á. À mà anh nghe nói là có mấy 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 em học sinh đó là đang thi đang chuẩn bị thi học kỳ 2 với lại thi cuối năm đúng không? Ráng thi nha. Ráng thi để kết quả tốt nha. Học có năm trời cực khổ rồi. Ráng thi để lên lớp rồi. Còn mấy em mà thi tốt nghiệp á, dán đậu tú tài nha,
Còn anh á, chỗ đó học ngu á. Nhắc lại là mắc cỡ luôn. Hồi lớp 9 trở lại á, thì học còn được được á, lên lớp 10, lớp 11, 12. Lưu linh, lưu địa, học học dở. Vậy mà lớp 9, lớp 10, lớp 11, 12 á, 4 năm liền luôn. Tại thấy bự con à, được làm lớp trưởng, mà học ngu thấy bà luôn á. Cuối cùng học xong 12 rồi bước ra đi làm luôn, đâu có tiền đâu học tiếp, nên mấy em có điều kiện mấy em cứ học thôi, bây giờ anh muốn đi học là cũng đâu có được đâu. Dạ thấy bà học cũng có tương lai giống như anh không học gì hết trơn. Học rồi vậy xong rồi biết có mặt chữ không, bây giờ phải ra làm khổ cực. Hồi như mấy em mới mốt ha, học ngon lành thì mấy em ra mấy em làm văn phòng ngồi máy lạnh đồ sướng. Cái gì cũng vậy, khổ trước sướng sau. Mấy em bây giờ mấy em đi học cực, đổi lại sau này mấy em sướng sau này. Còn giờ ham chơi mới mốt phải đi cày đấy. Có sẽ tới nữa nồng nó sạch đó. Mà nghĩ là hồi đó cái thời mà anh đi học á, 6-7 năm trước không có cực như bây giờ. Bây giờ thấy mấy em đi học gì suốt luôn á, có khi học tới tối tới khuya luôn á trời. Học gì mà học kinh khủng gì chứ. Anh nghĩ là không biết sao có thời gian để mà giải trí này nọ. Vì thấy gì hả, đi học về hả, chưa có bỏ tập sách xuống, chưa có nghỉ ngơi được gì chứ. Là thấy là chuẩn bị học tiếp nữa rồi, học để làm giáo sư tiến sĩ nhà bác học. Tại vì nói chứ người ta cũng thầy cô cũng muốn mình học cho nó tiếp thu nhanh nên mới học nhiều vậy chứ, anh nghĩ vậy á. Chứ nếu mà học mà không có được cái gì thì đi học nhiều làm cái gì. Với lại ai ai cũng đi học hết trơn rồi mình ở nhà cũng không được. Mà anh thấy học nhiều quá anh cũng lo mấy em quá. Đó hồi của anh không? Đi học buổi sáng nhiều khi buổi chiều á, một tuần học chừng 3-4 bữa là dữ lắm rồi, thể dục rồi học thêm rồi có khi học phụ đạo rồi này nọ cũng đâu có nhiều lắm đâu. Còn bây giờ thấy gì một tuần có khi hai chủ nhật cũng không được nghỉ luôn, xót ghê á. Cái bò này nè, nghĩ chắc bột ít lắm, ăn nó thơm mùi bò cực kỳ luôn á. Anh ăn cái muỗng này anh ăn mấy mấy anh múc mấy tròn gói được chứ, anh ăn cái muỗng nhỏ anh múc là nó rớt xuống chân à.
Năm nay á, nghỉ dịch nên nghỉ hè trễ, chắc cũng vô học trễ đúng bây giờ đang mùa hè mà còn đi học nắng cái bà luôn, vô học nóng. Bình thường mấy năm trước đó, là giờ này được nghỉ hè được tung tăng à, qua ngoại rồi chơi rồi đi du lịch đồ này nọ, còn hôm nay tới giờ này phải đi học. Bánh canh này nói gì nói chứ anh ăn không có thấy nó ngon hơn bánh canh kia, không bao giờ qua bánh canh mà ở dưới quê làm được á. Bánh canh ở dưới quê hả, nó nấu ra cái bột của nó, cái nó ra nước nó đục đục, nó sên sên lại nó hơi mùi gạo lắm. Còn cái này nấu ra nước thì ra nước cái tâm gieo à. Nói chung là mỗi vùng mỗi có cái ẩm thực, mỗi mỗi vùng mỗi vị mỗi khác nhau. Anh thì anh thích cái gì liên quan với tới quê mình đó. Đúng là anh á làm giống như là người mà cuồng cuồng những cái món ăn mà ở dưới quê luôn á. Mình nghĩ là Việt Nam mình nó hay hơn. Mà hay thứ ghê chứ bộ. Có một thứ mà chế biến ra nhiều khi hả, có thể hơn 10 món luôn á. Con cá chiên để vô dầu á, cái gọi là cũng gọi là món á, để vô dầu chiên lên cái gọi là chiên. Còn để vô nước cái hấp lên cái cũng ra một món nữa. Dạng đủ thứ. Còn thấy ở bên nước ngoài người ta không quay quay có mấy món. Mấy em mà mới mốt thi xong á, có đạt kết quả hay là thi được gì á, vô comment á cho anh nghe anh mừng với nha. Hồi đó anh ha, anh mà anh đi học mà anh được điểm cao á, lên đi anh khoe giáp xứ luôn, hãnh diện tại học ngu mà. Mai mốt có thời gian á,
Anh hỏi anh kể mấy cái chuyện mà thường ngày anh làm cái gì, anh làm cái gì á cho mấy em nghe. Anh cũng biết rồi, có nhiều 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 người cũng tò mò lắm á. Mà đa số hết trong trang của anh đó toàn là mấy em tin tin không à. Anh thấy cái tuổi tầm anh với lại lớn hơn anh cũng ít lắm. Anh không có thời gian nữa, anh còn phải làm, anh phải làm tính tiền nữa chứ. Anh mà không làm gì hả, một ngày anh ra một chục clip luôn, cho mấy em coi đã đời luôn. Có người người ta tập trung, người ta làm một công việc cái gì nào, người ta tối ngày người ta chỉ ăn xong cái người ta nảy sinh ra cái ý tưởng này ý tưởng kia, cái người ta bắt tay rồi người ta làm. Hầu như anh thì tới đâu cái chợp tới làm tới đó, rảnh lúc nào thì mới suy nghĩ ra. Nhiều khi một ngày đó, giỏi lắm thì chích ra được một chút để quay vậy thôi, còn phải làm nữa, chỉnh sửa này kia kia nọ rồi lại rồi phải làm mấy công việc thường ngày nữa, sinh hoạt này nọ nữa là kính luôn á. Rồi lên xem mấy em nói cái gì, nhắn cái gì, comment cái gì nữa, trả lời mấy em để mấy em buồn, để mấy em không thấy không. Mấy em hỏi anh này cái kia mà anh không trả lời mấy em buồn nữa. Anh là anh người là vậy đó, anh sợ người khác buồn người nhỏ. Ghê thiệt. Dạo này anh ăn mạnh ghê á. Một tô bánh canh với một tô topping luôn, mà anh quốc cũng hết luôn á. Chắc ăn hết luôn á. Cái muỗng nó khổng lồ gì là mà cái này nó muốn muốn bự bằng cái muỗng luôn. Xuất sắc. Cái nước bên đây không cũng là cái nước bánh canh nữa, nó cũng ngọt nữa.
bên này nải pha này kia rồi nên cái vị nó cũng khác khác kia. Bên kia là ngọt nguyên chất luôn. Anh mà ăn xong á anh hay uống nước liền á, bởi vì cái bụng mình muốn chà bá luôn. Thôi anh kết thúc video tại nha, nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ anh để xem mấy video mấy 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 video tiếp theo nha mấy em. Bye bye, cảm ơn mấy em đã xem video, chúc em ngủ ngon.